Ok, mong là nó không có đánh mình. Ok. Hello. 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 Xin chào anh bạn trẻ. À, cho tôi phỏng vấn một tí là cậu có cái thấy cái nút nào ở đây không? À có hả? À? Ở đằng sau cậu hả? À? Ok để tôi. Mày xạo mày, quỷ. À, coi 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 lớn rồi. Xin chào. Anh có thấy cái nút nào ở đâu không? Cho liếm mặt cái coi. Hold up. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Buko đây. Và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay, mình không biết là mình sẽ làm gì nữa. Ok, bây giờ mình đang ở trong một cái ngôi làng ở sa mạc. Đây, chồng lại. Ồ, thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng xem coi là hôm nay mình sẽ làm gì. Ủa sao cái FOV của mình nó thấp quá vậy ta? Về lại normal. Ủa, trong đây có cái gì kìa? Để mình đi vô. Ồ, quá trời màu luôn. Màu gì đẹp dữ vậy? Hả? Chiếc hộp Pandora. Để mình kết chuột phải vô coi. Mình đang ở đâu vậy? Ủa? Sao mình còn nửa giọt máu vậy? No! No! Đây là cái map gì vậy? Đâu, để mình xem coi. Cái map mang tên là không có tên luôn. Nói chung là đông như là có đất ghê kìa. Đất ghê kìa. Shiba Chai. Builder. Ủa quá trời builder luôn. Thì đây là một cái map mang tên là thuộc series Don't Take Dam. Ok, nó đã được làm lại. Và ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn. Ok, bây giờ là đây là có người đội cái nón Noel nó giống mình kìa. Luật là chúng ta sẽ chơi chế độ là Game Mode 2 và chỉ chơi duy nhất một người chơi. Và chúng ta có thể gian lận nếu cần thiết. Comment lock on enable. Đúng rồi, bật rồi. Và cái map mang tên là Don't Take Dam được có để bị dính sát thương. Ok, chúc bạn vui vẻ. Rồi vào luôn. Ở đây bật on. Ok. Và cái này là cái gì? Cộng liver, cái đó không cần đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Đây là cái map level 1. Woo! Ok. Đây là một người fan là, nói chung là một cái đám fan của cái map Don't Take Dam. Họ làm lại để gọi là cái gì ta, cũng là một fan của Don't Take Dam. Xem té, trời ơi là trời. Bây giờ mình có nửa giọt thôi. Và mình sẽ làm sao mà để chúng ta qua màn đây. Bây giờ là ok, dưới đó có nước. Dưới đó có nước, nhảy xuống. Trời ơi, chưa gì hả mà là mình té rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng nhảy xuống. Ok, nhảy xuống rồi đây. Và trên đây có số 1, có nghĩa là cái màn là màn đầu tiên. Và ở đây là một cái bãi biển rất là đẹp. Đó. Đây là cái cách mà làm mà mấy cái cây dù mà che nắng ở ngoài bãi biển nè. Chúng ta sẽ có mấy sợi chỉ đặt ở trên và đặt mấy cái đó thì nó sẽ ra cái hình dạng là ok. Đó, mấy cây dù. Cây dù này ha, một cây dù này là nó khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm cách là đi ra khỏi cái nơi này để qua màn tiếp theo. Trên cây có gì không? Không có đường để lên cây. Ở đây có mấy nhẫm bông đồ các kiểu. Tìm xung quanh coi. Ôi, ở đây có cái nút nè. Để mình click vô. Ok, và chúng ta đã tới với level 2 rồi. Và bây giờ mình sẽ tìm cách coi. Chỗ này ghê quá, căn nhà bị cháy. Nhưng mà mình phải nhảy qua để coi bên trong căn nhà nó có cái gì. Ok. Có ông dân làng ở đây. Có cái gương. Cái kiếm này có thể là dùng trong một cái công thức nào đó. Ê, cái kiếm đỡ ngọc lục bảo kìa. Ok, vậy là mình có một ngọc lục bảo rồi. Và mình cần 9 cục kim cương. Để mình coi. Ở đây không đi được. Dập lửa cũng không dập được. Ok, ở đây có cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Cái cây này nó tạo ra kim cương. Ok, và bây giờ mình sẽ trao đổi với ông ta. Một cục emerald và 9 cục kim cương, nó sẽ cho mình một cục đất. Đây chỉ là một cục đất thôi, nó không có gì quan trọng cả. What? Mày cho anh tao hả thằng quỷ? Rồi bây giờ qua bển sao đây?
Ái da, bị đốt cháy luôn rồi. Hình như là mình đã cầm được cục đất. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp. Bây giờ mình sẽ tìm cách nhảy qua bên kia. Ok, nhảy qua đây. Ok, nhảy qua đây nè. Rồi, ở đây làm gì đây? Ở đây có cái gì không? Trên đây có cái nút gì không? Ơi, trong đây có gì không? Ê, cái nút kìa. Oh, chúng ta đã tới với level 3 rồi các bạn ơi. Ai... Level 3 sao đây? Ủa, ở đây có hướng đây không? Ở đây không có. Vậy là ở đây level 3 là một cái hang động. Ok, không được nhảy nha. Mình sẽ đi từ từ xuống để không bị ảnh hưởng đam. Nhảy qua đây. Và mình sẽ... Ok. Nhảy lên. Oh, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi. Bây giờ ở đây có một nhúm nước. Ở đây có một cái cửa. Cái này để làm gì đây? Cái này có để làm gì không? Bang, 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 bang. Ồ, có kim cương kìa. Cho tôi lấy kim cương. Ôi, không biết chiếc hộp đó có cái gì không mà hả? Tự nhiên click vào cái là mình bị tê le về đây. Mình phải hả? Chỉ còn lại một giọt máu à. Vậy là chiếc hộp à, cái trò chơi này là trong chiếc hộp đó nó gây ra nè. Bây giờ mình sẽ ở đây có mấy cái dây leo. Dây leo ở đây lên được không? Lên được không? Cái này lên không được. Cái này cũng không lên được. Cái này lên được không? Ôi, hình như là lên được á các bạn ơi. Ok. À, cái gì vậy? Tôi bị kẹt vô tường. Cái tường nó dập mặt tôi vô tường. Lộn, tôi tự dập mặt tôi vô tường. Nó lộn. À, ok. Và bây giờ mình biết rồi. Mình chúng ta phải dùng dây leo để lên trển. Mình thấy là cái dây leo này nó không có cái nơi để tựa. Chúng ta không thể lên được. Mình sẽ sử dụng mấy dây leo bên đây. Dây leo này lên được không? Ok, dây leo này lên được nè. Và mình cần phải nhảy qua bên kia. Ok. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây. Đúng không? Từ từ. Oh yeah. Bây giờ là cái mình cần là nhảy vào cái khu này nè. Đúng không? Để coi được không? Đây. 3, 2, 1. Chui với đây. Yeah. Oh. Để mình qua bên bển. Vậy là phải qua bển. Hui. Qua đây. Nè. Mình nghĩ là cái nút ở trong đây nè. Cái nút. Ủa không có hả? Cái nút đâu rồi? Cái nút đâu rồi? Không có cái nút sao chơi mấy đứa? Trời ơi, có nửa giọt à. Hey, vậy là phải nhảy lại qua bển rồi. À ok, đi xuống dưới đây và chúng ta sẽ coi có cái nút ở trong mấy cái khe này không. Ê, à cái nút kìa. Level 4. Wow, khu này toàn đá không vậy? Số 4 rồi, các bạn có thể thấy số 4. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi bộ. Đúng rồi. Nhảy qua đây. Cái này sẽ đi bộ. Và cái này nhảy qua đây. Đúng không? Đi bộ. À, rồi, xém té chết. Rồi sao nữa? À, đi bộ qua đây. Rồi chúng ta sẽ nhảy qua đây. À, cái này nó cũng kiểu là nó dựng sẵn cho mình rồi. Đi bộ. Nhảy qua đây. Rồi, cái cuối cùng. À, chết tôi luôn rồi. Ok. Gắn lên. Lần này mong là được đi bộ. What? À, đi lộn, đi bộ và nhảy qua bên kia mới được. Hay. Dạ. Đi bộ nè. Nhảy qua đây nè. Cái này đi bộ nè. Nhảy nè, đi bộ. Ý. Trời, xém bị dính đam rồi. Có nửa giọt thôi đó. Ok. Và mình cũng đã có hứa là các bạn là mình có làm một cái series Don't Take Down, nhưng mà mình khá là lười. Mình chỉ làm mấy cái mà. Ê! Chết tôi luôn. Ok, lại lần nữa nè. Càng ngày càng khó rồi đó các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi bộ. Xuống đây. Nhảy qua đây. Xuống đây. Nhảy qua đây. Đu. Đu qua đây. Đu qua đây. Đu lên đây. Ở dưới này đâu phải là dây đâu. Sao mà đu dây được. Ok. Rồi. Thử thách cuối cùng. Lần cuối cùng. Wow. Thật là vi diệu. Ok, xuống được rồi. Và bây giờ mình sẽ đi tìm coi cái nút nó đâu. Cái nút có trong đây không? Cái nút có ở đây không? Mấy cái nút không có ở đây. Mình phải nhìn hết bốn hướng, bốn mặt của cây cột. Không có rồi. Cái này cũng không có. Bốn mặt của cây cột. Ở đây không có. Cái này không có. Bốn mặt của cây cột. Ồ, trong đây có cái gì mà có cái bậc vậy? Nhìn nó khá là nguy hiểm. Ồ, ở đây là đường cục. Ok. Bốn mặt của cây cột. Bốn mặt của cây cột. Không có. Ở đây.
Ok, level 5. Ồ, cái này là Skyblock nè. Chắc luôn, may nè. Ok, cái này nhảy hay là đi ta? Mình nghĩ là nhảy á. Ok, nhảy được. Rồi, nhảy xuống đây phải không? Không, như vậy là ăn đam chắc. Ừ, để mình nhảy thử coi. Hui. Ok, mình được cái thành tựu gì luôn kìa. À, mây buồn, cái này gọi là mây buồn. Vậy là mình phải nhảy qua đây rồi. Ok. Và xuống được chưa? Để coi. À, ở đây có nước. Mình nghĩ là phải nhảy xuống nước, đúng không? Không được. À, đám mây bên kia nhảy được mà. Trời ơi. Để mình nhảy qua đám mây bên kia. Ôi, chị ngu nữa rồi. Ok. Và bây giờ mình sẽ nhảy qua đây. Rồi, mình sẽ nhảy vô đây. Ở đây có đám mây nè. Ở đây kìa. Các bạn lưu ý cái góc này được nè. Wow, ví diệu. 1, 2, 3. Ba lóc chúng ta không bị ảnh hưởng đam. Ở đây chúng ta... Ôi, trả nó đi, cái cục đất đáng ghét này. À, cái nút nó đang ở dưới cái... đang ở dưới chỗ mình. Là sao? À, ở dưới cái hòn đảo này hả? Ok, để mình đi tìm. Ở đây có không? Chúng ta nên nên để ý mấy cái khe. Để ý mấy cái khe dưới á, nó sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta không nên bỏ lỡ cái khe nào hết. Đây. Đó, để ý kỹ coi. Ở đây có không? Bên này không có. Bên đây cũng không có. Coi chừng lava, tôi nói coi chừng lava. Bên đây có không? Bên đây không có. Khe này có không? Khe này cũng không có. Khe này có không? Khe này không có. Ủa vậy là điên vòng rồi đó nha. Khe này cũng không có. Ủa sao? Ủa nó nói mình ở dưới mình mà. Là sao? Wow. Không. Ê, nó kìa. Này, level 6. Trời ơi. Không ngờ chúng ta đã tới level 6 rồi. Cái này là gì? À, DTD Original Button. À, cái này là được có động vô. Cái này nó chỉ là kiểu một cái credit hay là cái gì đó. Ok, cái này là gì đây? Mình sẽ đi vào đại dương hả? Ủa sao tối thui vậy? Tôi không thấy gì hết. Ôi. Ôi, bên đây có cái gương. À, gương bạn đã bị troll bởi tác giả. What the hell. Ơi, không thở được. À, cái thằng tác giả hay lắm ha, dám troll tôi. Ô, cái này nó tự tạo thành tụ ra, nó troll mình luôn á. Ok, để mình đi qua bên đây. Bên đây có gì không? Bên đây không có. À, bên đây không có gì hết. Đâu, cho tôi trở về. Rồi, một cục nữa. Rồi. Ok. Mình đã bị chết, chết đuối. Không còn hơi thở. Chút hơi thở cuối cùng. Ok. Vậy là mình sẽ tìm ở đâu đây? Trời, ở đây tối thui à. Ở đây có cái gì? Bên đây không phải đâu. Trời ơi, vậy là tính ra mình phải chết nhiều lần lắm đó các bạn ơi. Ok, để nãy mình đâm thử thôi. Tại bên kia nó có phát sáng. Để mình bơi qua bên kia coi. Cái hai bên rồi. Đây. Ở bên đây mình thấy nó có cái khe gì trong đây nè. Cái vách gì nè, mình sẽ bơi vô. Cố gắng lên. Ơi, thở được. Ơi, các bạn có thể thấy cái nút kìa. Ý. À, ở đây hơi tối, các bạn thông cảm nha. Ok, level 7. Hello. Con này là cái con chức dính hả? Ồ, ra là vậy. À, tụi nó sẽ bị đứng yên. Ok, để mình đi từ từ quá. Rồi, bên khe này nó không cho mình đi rồi. Ồ, cái cổng địa ngục kìa. Mình sẽ đi đi cái hướng bên đây rồi. Wow, núi lửa các bạn. Núi lửa phun trào. Bùm. Núi lửa kìa. Ơi, bùm. Ok, mong là nó không có đánh mình. Ok. Hello. Xin chào anh bạn trẻ. À, cho tôi phỏng vấn một tí là cậu có thấy cái nút nào ở đây không? À, có hả? À? Ở đằng sau cậu hả? À? Ok, để tôi. Mày xạo mày, quỷ. Ha, à, coi lớn rồi. Xin chào. Anh có thấy cái nút nào ở đâu không? Cho liếm mặt cái coi.
Ê mấy ngày đứng vậy cho nó có kiểu rồi chứ nó có đánh mình đâu. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu xuống. Đi qua đây. Nó lửa đẹp quá ta. What? Cái gì vậy? À quên. Trời ơi, ở ngoài đời mà đứng kiểu nó lửa vậy trời, nó tạt cho phỏng mặt. Thôi. Bớt giỡn đi, vào chủ đề chính đi. Mình cần phải vào chủ đề chính đi, nãy giờ giỡn hoài à. Ok. Bây giờ mình sẽ xuống dưới đây. Ơi cái này đi không được nha, cái này đi không được nha. Ok, để mình nhảy qua bên đây coi. Ôi con này cũng ghê quá. Ở đây có cái gì? Dòng chữ đó là dòng chữ gì? Mà ở đây toàn lava không sao tôi qua. Ở đây là cái gì? Ok, để mình đi tiếp. Ok. Vậy là mình phải nhảy qua bên đây à. Ok, nhảy qua bên đây nha. Được không ta? Mong là được. Hui! Tại sao vậy? Hey. Ok, để mình đi. Thật là khó quá đi. Bởi vậy chơi mấy cái đoạn thác đam sợ nhất là mấy cái núi lửa hay là mấy cái địa ngục á. Không có cái nào mà nó bình yên á. Ok. À, bắt đầu nhảy qua đây. Nhảy qua được rồi. Ôi, nhưng mà bây giờ mình làm sao ta? Như có cái kiến thức là chúng ta sẽ đè ship và chúng ta đi qua. Được kìa. Ê anh bạn. Vui quá à. Bớt giỡn đi. Ok qua được đây rồi. Bây giờ mình sẽ lên cái pháo đài. Ê cái nút nè. Ok. Màn thứ 8. Chúng ta tới The End rồi. Giờ xuống sao đây? No. Hãy cho tôi xuống một cách công bằng. Ok xuống được. Mình sẽ vô chiếc thuyền. Ok lên đây. Lên đây có gì không? Lên đây không có cái gì cả. Mình sẽ đi xuống. Và cái này có gì không? Cái này có gì không? Cái này cũng không có gì. Ở đây có cái nút. Chúng ta sẽ xuống dưới. Ok. Xuống dưới đây. Ủa cái này cái gì vậy? Mình được levitation nha. Ủa là sao? Từ từ để mình check kiểm tra lại, để mình kiểm tra lại. Tại sao lại có cái levitation? Có nghĩa là mình sẽ bay lên cao để ấn cái nút ở đâu đó. Ở đây có gì không? Ôi, cái gì vậy? Mình không có cài Optify nên mình không có biết ở bên đây có gì không. Cái đó phải cái nút không? Như cái nút á, để mình nhảy thử rồi. Nó phát hiện ra mình ăn gian rồi kìa. Cái này hay quá ta, nó có vụ phát hiện mình ăn gian luôn. Ok, bây giờ mình sẽ chơi con đường chính không ăn gian luôn. Là mình, mình hiểu rồi. Mình sẽ lấy cái levitation này. Mình sẽ bay tới cái chỗ đó và mình sẽ nhanh tay và ấn vào cái nút. Ok. Ê. Wow, cái gì vậy? Cái trường hợp này rất là khó xảy ra luôn nè. Nó có 0.1111 0.0000001%. Có nghĩa là mình vừa ấn cái nút, mình vừa tele, mình thắng mà nó vừa chết luôn. Hay á, vui á. Ok, lại lần nữa nè. Xuống. Đi qua đây. Lên. Nín thở. Ấn cái nút. Nữa. Ê, cái này tính ra nó không phải là 0.1111% đâu, mà là nó thường xuyên luôn các bạn ơi. Ok, lại lần nữa nào. Mình phải ấn cái nút trước khi mình chết mới được. Ok. Lại lần nữa. Hay quá các bạn ơi. Chúng ta đã thắng rồi. Ok. Video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký đồng hồ mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace.